Chào mừng các em đã trở lại lớp học trong phân môn tập đọc lớp 5. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập giữa học kỳ 2 qua tiết 3 môn tập đọc và tiết 7 luyện tập các em nhé. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập nào. Với tiết ôn tập tiếng Việt hôm nay, chúng ta sẽ ôn với hai nội dung. Hoạt động 1. Đọc và tìm hiểu nội dung bài văn tình quê hương tiết 3. Hoạt động 2. Đọc và hoàn thành bài luyện tập tiết 7. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở hoạt động 1. Hoạt động 1. Các em sẽ đọc và tìm hiểu nội dung bài văn tình quê hương tiết 3. Nào, chúng ta sẽ mở sách tiếng Việt trang 101 cùng tìm hiểu hoạt động này nhé. Cô mời tất cả các em lắng nghe cô đọc và cùng đọc thầm với cô bài tình quê hương nhé. Tình quê hương, làng quê tôi đã khuất hẳn, nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ, phong cảnh đẹp hơn đây nhiều. Nhân dân coi tôi như người làng, và cũng có những người yêu tôi tha thiết. Nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bần mảnh đất cọc cành này. Làng mạc bị tàn phá, nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột, tháng 8 nước lên, tôi đánh rậm, úp cá, đơm tép. Tháng 9, tháng 10 đi móc con ra dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợn. Đêm nằm với chú gác chân lên tôi mà lẩy kiều ngâm thơ. Những tối liên hoan xã, nghe cái tị hát chèo, và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với cún con, nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo Nguyễn Khải. Ở bài tình quê hương có 4 từ khó mà chúng ta cần giải nghĩa từ. Từ con da, chợ phiên, bánh rợn, lầy kiều. Bây giờ cô sẽ giải nghĩa từng từ cho các em hiểu thêm. Nghĩa của từ con da. Con da là loài cua nhỏ, chân có lông. Loài cua này sống ở dưới vệ sông. Chợ phiên. Nghĩa của từ chợ phiên là họp chợ vào những ngày nhất định trong tháng. Còn nghĩa của từ bánh rợn. Bánh rợn là loài bánh bột nếp nhân đậu xanh, có thịt ở giữa, ăn rất là ngon. Lầy kiều nghĩa là lấy nguyên văn hoặc phỏng theo một vài câu đoạn trong truyện kiều để thể hiện ý của mình. Các em đọc thầm lại nghĩa của 4 từ để hiểu rõ nghĩa của từng từ các em nhé. Và nếu như trong bài tình quê hương mà có từ nào khó hiểu thì em có thể tra từ điển hoặc hỏi người gần nhất, đó chính là ba mẹ của mình. Và không quên đọc kỹ nội dung của bài để chúng ta bước vào tìm hiểu của bài các em nhé. Để trả lời tốt các câu hỏi của bài, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tìm hiểu bài. Dựa vào đoạn văn trên, các em trả lời theo yêu cầu sau. A. Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương. Để tìm được các từ ngữ trong đoạn 1, các em đọc thầm, rồi gạch chân những từ ngữ thể hiện được tình cảm của tác giả đối với quê hương. Sau đó các em viết vào vở. Đây là những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương. Đó là đăm đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt. Các em làm xong
chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Đây là đoạn 2. Các em cũng đọc thầm rồi trả lời cho cô yêu cầu B. Câu B, điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương? Đó là những kỷ niệm tuổi thơ đã gắn bó tác giả với quê hương. Các em ghi cho cô ý này vào vở. Và chúng ta sẽ chuyển sang câu C. Câu C, tìm các câu ghép trong một đoạn của bài văn. Đoạn văn trên, các em có thể tìm cho cô câu ghép. Có bao nhiêu câu ghép các em viết ra giấy hết. Và sau đó các em sẽ phân tích cấu tạo của câu ghép. Vậy trước khi chúng ta xác định được câu ghép cho nhanh, thì chúng ta phải nhớ lại, ghi nhớ câu ghép. Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại. Mỗi vế câu thường có cấu tạo giống một câu đơn, có đủ chủ ngữ, vị ngữ và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác. Và đây là câu ghép của đoạn văn trên. Cô phân tích cho các em hiểu thêm. Làng quê tôi đã khuất hẳn là vế câu thứ nhất. Có chủ ngữ là làng quê tôi, vị ngữ là đã khuất hẳn. Ở vế câu thứ hai, chủ ngữ là tôi và vị ngữ là vẫn đăm đắm nhìn theo. Như vậy, câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại. Ở câu 1 thì chúng ta thấy nó có 2 vế câu. Mỗi vế câu có 1 chủ ngữ và 1 vị ngữ. Cũng đoạn văn này, các em sẽ tìm cho cô câu ghép còn lại. Ở đoạn này chúng ta còn một câu ghép nữa. Đây, câu ghép nè. Câu ghép này có 2 vế câu. Vế câu thứ nhất, tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ, phong cảnh đẹp hơn đây nhiều. Nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết. Phần còn lại là vế thứ hai. Vậy vế 1 có chủ ngữ là tôi. Vị ngữ, cô đã gạch chân. Chủ ngữ của vế 2 là sức quyến rũ, nhớ thương. Vị ngữ vẫn không mãnh liệt, dây dứt bằng mảnh đất cọc cành này. Như vậy, để xác định được câu ghép thì các em phải tìm được từ 2 vế câu trở lên trong một câu văn. Thì đó mới chính là câu ghép các em nhé. Câu D yêu cầu sau. Tìm các từ ngữ được lặp lại, được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm các từ ngữ được lặp lại trước. Cô muốn lưu ý các em là những từ ngữ được lặp lại thì các em coi trong bài văn, đoạn văn, các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. Để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cho cô những từ ngữ được lặp lại nhiều lần ở trong đoạn văn. Đó là những từ như tôi, xuyên suốt bài văn, từ tôi được lặp lại nhiều lần. Còn từ nào nữa không các em? Đó là từ mảnh đất. Cũng là từ được lặp lại nhiều lần trong bài văn. Vậy các từ ngữ được lặp lại có tác dụng liên kết câu trong bài văn đó là từ tôi và từ mảnh đất. Ở câu D chúng ta còn một ý nữa và chúng ta sẽ trả lời liền luôn. Đó là các em tìm cho cô các từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn. Để trả lời tiếp cho câu hỏi D, các em dựa vào đoạn 1 tìm cho cô các từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn. Trước khi chúng ta tìm các từ ngữ được thay thế, cô muốn các em ôn lại kiến thức qua bài
liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ. Khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc, ta có thể dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa thay thế cho những từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước để tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần. Như vậy, ở đoạn 1, chúng ta thấy có từ mảnh đất cọc cành ở câu 2 thay cho làng quê tôi ở câu 1. Và đây, các em hãy gạch chân các từ được thay thế vào vở các em nhé. Chúng ta cũng tiếp tục tìm các từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn ở đoạn 2. Ở đoạn 2, các từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn như sau. Mảnh đất quê hương ở câu 3 thay cho mảnh đất cọc cành ở câu 2. Mảnh đất ấy ở câu 4 và câu 5 thay cho mảnh đất quê hương ở câu 3. Cô lưu ý cho các em khi viết văn, các em tránh dùng từ lặp lại, nên dùng từ thay thế để bài văn sinh động và hay hơn. Các em nêu cho cô nội dung chính của bài. Nội dung chính của bài chính là tình cảm của tác giả đối với quê hương và những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Chúng ta đã hoàn thành đọc và trả lời một số câu hỏi ở bài tình quê hương. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động 2, cũng đọc và luyện tập tiết 7 trên vở bài tập tiếng Việt các em nhé. Ở hoạt động 2 này, các em phải vận dụng những kiến thức đã học để chúng ta trả lời tốt 10 câu hỏi của bài luyện tập tiết 7. Các em lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô bài luyện tập để trả lời tốt 10 câu hỏi trắc nghiệm của tiết 7. Bài luyện tập mùa thu. Trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao, các hồ nước quanh làng như mỗi lúc một sâu hơn. Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy. Ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất. Những con nhạn bay thành đàn trên trời cao, như một đám mây mỏng lướt qua thôn làng, reo xuống những tiếng kêu mát lành trong veo sương sớm, khiến tim tôi vang lên dịu dàng những câu thơ không nhớ đã thuộc tự bao giờ. Trẻ con lùa bò ra bãi đê, con đê rực lên màu vàng của đàn bò đủng đỉnh bước, ngỡ đấy là một con đê vàng đang uốn lượn. Những cánh đồng lúa xanh mướt dập dờn trong gió nhẹ, chúng đuổi nhau mãi, đuổi nhau mãi từ ven làng đến tít tắp chân đê. Trong làng, mùi ổi chín quyến rũ, những buồng chuối trứng cuốc vàng lốm đốm, đâu đó thoảng hương cốm mới. Bên bờ nông giang vắt qua cánh đồng, giữa những tốp trẻ con, bay lên những gọn khói xanh lơ, bọn trẻ xua xua tay vào ngọn khói và hát câu đồng dao cổ nghe vui tai. Khói về rứa ăn cơm với cá, khói về ri lấy đá chập đầu. Chúng cứ hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu. Âm vang, mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối đất đai. Mùa thu, hồn tôi hóa thành chiếc sáo trúc, nâng ngang môi chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Và mùa thu vang lên những âm thanh sao động đồng quê, theo Nguyễn Trọng Tạo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe 10 câu hỏi để chúng ta kết hợp làm bài tập luôn các em nhé. Ở bài luyện tập nó có 3 từ cần giải nghĩa. Đó là từ nông giang, nghĩa là sông đào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ rứa là tiếng Trung Bộ,
có nghĩa là thế như thế, và tiếng ri cũng là tiếng Trung Bộ, có nghĩa là thế này như thế này. Các em ơi, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào nội dung bài tập đọc chọn ý trả lời đúng. Cô lưu ý cho các em từ câu 1 đến câu 4. Để trả lời đúng 4 yêu cầu, các em phải dựa vào nội dung của bài đọc để trả lời cho chính xác. Câu 1, nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên? Đề bài đã chọn 3 tên cho bài văn, vậy thì em chỉ được quyền chọn một tên cho bài văn mà thôi. Câu 2, tác giả cảm nhận mùa thu bằng các giác quan nào? Như các em đã biết, đó là các giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác. Vậy thì tác giả cảm nhận mùa thu bằng các giác quan nào? Em cũng chỉ được chọn một lựa chọn mà thôi. Câu hỏi số 3. Trong cầu, chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy. Ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất. Từ đó chỉ sự vật gì? Trong câu này có 3 sự vật. Các em chọn một sự vật cho phù hợp với yêu cầu của câu số 3. Câu 4, vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất? Các em cũng chọn một đáp án đúng để trả lời cho yêu cầu của câu số 4. Vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất các em nhé? Câu 5, trong bài văn có những sự vật nào được nhân hóa? Để tìm được những sự vật được nhân hóa có ở trong bài văn, các em hiểu nhân hóa chính là nhân cách hóa đồ vật, cây cối, vật nuôi để chúng có tên gọi, hành động và suy nghĩ, tình cảm, tính cách như một con người. Vậy thì sự vật nào trong bài văn được nhân hóa? Các em chọn một câu nhé. Câu 6, trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ xanh? Để tìm được câu đúng trong câu 6, các em phải hiểu được từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Có những từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể thay thế cho nhau trong lời nói, và có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Khi dùng những từ này, ta phải cân nhắc để lựa chọn cho đúng. Vậy các em vận dụng vào bài học để tìm từ đồng nghĩa với từ xanh để chọn một đáp án đúng các em nhé. Câu 7, trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, những từ nào mang nghĩa chuyển? Để xác định được những từ mang nghĩa chuyển trong câu 7, các em phải hiểu được từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau. Các em căn cứ vào từ nhiều nghĩa, chúng ta sẽ xác định được những từ mang nghĩa chuyển trong câu 7 các em nhé. Câu 8, từ chúng trong bài văn được dùng để chỉ những sự vật nào? Thì các em căn cứ vào cách liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ, thì các em sẽ tìm được từ chúng sẽ thay cho những từ chỉ sự vật nào trong câu 8 các em nhé. Câu 9, trong đoạn thứ nhất 4 dòng đầu của bài văn có mấy câu ghép? Để xác định được câu ghép trong đoạn thứ nhất của bài văn, các em phải hiểu câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại. Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn, có đủ chủ ngữ, vi ngữ và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác. Các em căn cứ vào ghi nhớ của câu ghép để tìm được đoạn văn thứ nhất có mấy câu ghép các em nhé. Câu 10, hai câu, chúng cứ hát mãi,
hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu. Âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối, đất đai liên kết với nhau bằng cách nào? Các em nhớ lại bài học của mình. Có cách liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ và cách lập từ ngữ. Các em đọc kỹ câu 10 để xác định được cách liên kết với nhau bằng cách nào để chọn một câu đúng các em nhé. Đây là đáp án của bài luyện tập tiết 7. Có 10 câu trả lời đúng. Các em sẽ nhìn vào đáp án và chấm bài làm của mình. Câu nào sai thì các em sẽ sửa nhé. Và đây là việc cô cần dặn các em là ôn tập giữa học kỳ 2, đọc và trả lời các câu hỏi của các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27 các em nhé. Tiết học hết rồi, cô chúc các em luôn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các em.